giữ cái tờ giấy lại giúp đỡ coi, nhận biết giúp đỡ cái nào là axit, cái nào là bơ, cái nào là muối. Bắt đầu ví dụ lại đến số 1 nha, số 2, số 3, bạn chỉ cần nói số 1, số 2 hoặc là số 3. Số 1 là axit, số 2 bơ, số 3 là muối. Bắt đầu số mấy? Nói cái giải này hay cái đó vậy? Lại đang nói cái này nè, số 1 hay số 2 hay số 3? Số 1. Số 1, chuẩn. Lý do? Lý do nó có H. H, đúng rồi. Kim. Tiếp theo. Số 2. Số 2, lý do? Nó có OH, nó có kim loại. Giữ cái tờ giấy lại. Số 3. Số 3, lý do? Nó có phi kim và kim loại. Đó, mới nói sai rồi, nó kim loại và. Nó có kim loại và gốc axit, nó cũng là kim, nó phi kim mà. Nói cho nó đúng kiến thức để mất công à, cô bạn bắt bạn. Lộn. Rồi viết cái gì vậy? Natri HCOA là cái gì vậy lại? Là cái gì đó, có 3, 4 chữ gì vậy? Con học có 3 chữ à. Lại lên. Thì con không có 3 chữ à. 1, 2, 3 chọn. Suy nghĩ mà chọn. Số 1 đúng không? Không. Không, số 2. Số 3. Số 3 đúng rồi. Đây nè. Kim loại nè, gốc axit nè. Đúng rồi. Nó là gốc của H2CO3 đó. Lại đừng có lừa con nè. Số mấy? Đương nhiên là nó là số 3 rồi. Số 3. Số mấy? Nó là số 2, số không, số 3. Số 3 chốt chưa? Chốt. Số 3 trong đó phải có gì? Kim loại và gốc. Gốc axit. À, oxy có phải là gốc axit không? Nhưng mà cái này cũng đâu có phải. Số 2 phải cái này không? Cũng đâu phải. Vậy nó là oxit. Oxit là trong đó có kim loại và oxy. Để mắc cười quá à.